Cháu đã luôn nghĩ thạch hạt rẻ sẽ không có vị, nên rất tò mò vị thạch hạt rẻ ở đây được làm như thế nào. Bí quyết ở đây nằm ở chỗ khác đúng không ạ? Đúng vậy, nhà hàng chúng tôi có nước dùng đặc biệt. Vì nước dùng đó nên đã có rất nhiều khách ở xa tìm đến đây. Tôi có thể tự hào rằng nước dùng đó ngon và khác biệt hẳn với những nơi khác. Vậy bí quyết chính để làm món thạch hạt rẻ ngon và đậm đà chính là nước dùng ạ? Đúng là như vậy. Nó không chỉ có vai trò làm cho món ăn thêm đậm đà hương vị. Chúng tôi bỏ thêm vào nước dùng các loại rau. Phần này tôi sẽ giải thích sau. Ôi thực sự nhiều đá như vậy, uống vào mùa hè sẽ rất tuyệt vời. Uống vào sẽ mát đến tận lồng ngực. Khi nhìn có thể hơi đổ mồ hôi, nhưng khi uống sẽ rất lạnh. Nhưng tại sao lại phải để nó xoay liên tục như vậy ạ? Không phải chỉ cần bỏ đá lên thôi ạ? Đây là công đoạn rất quan trọng để vị của chúng vẫn giữ nguyên trong vòng 24 giờ. Như vậy là không để đá tan và mất vị, mà cứ để đá duy trì như thế này sẽ được vị ngon nhất đúng không ạ? Đúng vậy, nhiệt độ cũng sẽ được duy trì luôn. Thật tò mò vị của chúng thế nào quá, nên cháu đã chuẩn bị một cái muôi ở đây. Vậy là cháu sẽ được thử vị của nước dùng. Vâng, chú lấy giúp cháu với ạ. Mọi người cũng rất tò mò hương vị quý giá này sẽ ra sao đúng không? Cháu là người đầu tiên được nếm thử tận nơi thế này đấy. Ôi, thật vinh dự quá. Nước dùng được ăn trong sự vinh hạnh này. Vị này nếu được trộn với rau ăn kèm sẽ còn ngon hơn nữa. Đây mới chỉ là nước dùng thôi, không phải là một món ăn, nhưng lại có vị rất đậm đà, cháu thấy cả vị cay ngọt. Vậy nên cháu rất tò mò chú đã bỏ gì vào trong nước dùng này. Hương vị rất bất ngờ đúng không? Chú đã bỏ gì vào đây thế ạ? Bí quyết của chú là gì? Bí quyết thì sau này tôi sẽ nói sau. Công khai ra cũng được ạ? Không phải nói ra hết, tôi sẽ chỉ nói một chút thôi. Chúng ta cùng đi thử ra phía sau nào. Wow, những nguyên liệu này chính là bí quyết cho nước dùng ngon tuyệt mà vừa nãy cháu được ăn ạ. Vâng, cháu cũng biết đây là các nguyên liệu thường được dùng mà. Nhưng mà đây là cá đúng không ạ? Đây là loại cá rất quý, được bắt ở vùng Gwando và Yeosu. Nhưng mà đây đúng là cá muối ạ? Đúng vậy, đây là loại cá chỉ được bắt vào mùa nhất định thôi. Tôi đã phải đặc biệt đặt hàng rất nhiều lần mới lấy được. Vậy là không chỉ hạt rẻ mà đến cá cơm muối cũng rất quý. Có thể đây chính là bí quyết quan trọng cho món thạch hạt rẻ. Chính là phần đuôi của con cá này. Ở đây có rau xanh, hành, rễ hành là các nguyên liệu phụ. Vậy cá cơm là nguyên liệu chính rồi. Vậy vị của món nước dùng nấu với cá cơm có gì khác so với nước dùng bình thường ạ? Có một thứ chỉ cá cơm này mới có. Sau này ta sẽ cùng nói về nó sau. Bí quyết